Hello hello, kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thêm cái mạng lưới Phantom Opera vào cái ví MetaMask. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị cũng làm tương tự y như thế này. Rồi, thì đây là cái ví MetaMask mà tôi đã cài đặt cũng như là đã thêm vào cái trình duyệt web. Bước thứ hai, quý vị hãy truy cập cái địa chỉ chainlist.org. Rồi, thì ở đây tôi chọn Connect để kết nối cái địa chỉ ví với lại cái trang chainlist.org. Ok chưa? Và ở cái ô tìm kiếm này thì tôi sẽ đánh là FTM. Rồi, tôi sẽ chọn vào Add to MetaMask. Một cửa sổ được bật lên. Quý vị hãy chọn vào phê duyệt để thêm cái mạng lưới Phantom Opera vào cái ví MetaMask. Rồi, quý vị chọn luôn là chuyển mạng. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví MetaMask. Đó. Thì cái mạng lưới Phantom Opera nó sẽ được tích hợp vào cái ví MetaMask. Ok, bây giờ là cái bước thứ hai. Quý vị muốn chuyển cái đồng coin FTM từ bất cứ một cái sàn nào về thì quý vị chỉ việc copy địa chỉ ví. Thì cái địa chỉ ví FTM coin này nó trùng với lại cái địa chỉ ví của cái mạng lưới ERC20 ETH. Đó. Rồi. Thì quý vị vào cái sàn. Ở đây tôi sẽ sử dụng sàn Binance. Và chọn đến ví, tìm đến cái phần mà quý vị đã để sẵn cái đồng coin FTM ở trên spot. Đó, rồi. Thì ở đây tôi sẽ tìm đến cái đồng FTM. Chọn vào withdraw để rút. Ô thứ nhất là đồng coin FTM này. Ô thứ hai là cái address, thì quý vị hãy dán cái địa chỉ ví mà quý vị vừa lấy bên cái ví Meta và paste nó vào đây. Đó. Ô thứ ba là cái mạng lưới. Thì ở đây có rất nhiều các mạng lưới quý vị cần lưu ý. Đó. Ở đây có mạng lưới BSC, ETH và FTM. Thì ba cái mạng lưới này nó đều trùng một cái địa chỉ. Địa chỉ của nó đều bắt đầu bằng số 0. Cho nên quý vị lưu ý chọn đúng cái địa chỉ của cái mạng lưới là FTM thì phí nó rất rẻ. Đó. Cái ô thứ tư là quý vị nhập cái số lượng FTM mà quý vị muốn rút từ sàn về ví của quý vị. Ok chưa? Nhập xong, quý vị chỉ việc withdraw, rút nó về và xác nhận bằng địa chỉ email, số điện thoại và mã bảo mật 2FA. Thì quý vị có thể chờ từ 2 đến 5 phút cái đồng FTM nó sẽ về ví của quý vị. Ok. Rồi, còn một cái vấn đề nữa quý vị cần quan tâm là cái trang web ftmscan.com. Đó. Thì ở cái trang này, tại cái địa chỉ ô tìm kiếm, quý vị có thể truy xuất lịch sử giao dịch cũng như là lấy cái smart contract để quý vị thêm nó vào cái ví MetaMask. Đó. Ví dụ ở đây tôi sẽ lấy cái smart contract của cái đồng FUSD. Đó. Tôi sẽ chọn vào Phantom USD này này. Rồi, quý vị tìm đến cái phần contract và copy. Copy. Trở lại cái ví Meta thì quý vị chọn vào cái hoạt động này. Rồi, quý vị chọn vào cái import token.
import, và quý vị dán cái địa chỉ smart contract của cái đồng coin, đồng token FUSD. Và ô thứ hai, ô thứ ba quý vị để nguyên, quý vị chọn luôn vào add custom token, chọn import token. Đó, bây giờ tôi sẽ back lại này. Đó, thì quý vị sẽ thấy cái đồng token FUSD nó chạy trên cái mạng lưới Phantom, được thêm vào cái màn hình chính của cái ví của quý vị. Đó. Và cứ như vậy, quý vị muốn thêm bất cứ cái token nào mà nó chạy trên cái mạng lưới Phantom thì quý vị cũng nhập cái mã token vào cái ô tìm kiếm và thêm nó vào cái ví. Đó. Cũng ở cái trang này, quý vị cũng có thể truy xuất kiểm tra trạng thái giao dịch. Quý vị chỉ việc lấy cái mã giao dịch rồi quý vị dán nó vào đây là quý vị có thể kiểm tra được cái trạng thái giao dịch nó chạy trên cái mạng lưới Phantom. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.